Quyên và Hoàng Trí mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, trộm cắp tại nơi đông người, ở những cửa hàng kinh doanh hiện nay không phải ít, nhưng thật đau lòng khi có những bậc cha mẹ lại dạy con mình ăn cắp. Sự việc mẹ xúi con trộm tiền ở thành phố Hồ Chí Minh gần đây khiến cho dư luận vô cùng bức xúc. Vâng thưa quý vị, cha mẹ chính là người nuôi nấng, giáo dục con cái những điều hay lẽ phải. Thế nhưng một số bậc phụ huynh lại lợi dụng con trẻ, dạy con những mánh khóe trộm cắp tài sản. Hành động này thực sự đáng lên án. Chuyên mục Nóng trên mặt báo ngày hôm nay sẽ đề cập sâu hơn về câu chuyện này. Mời quý vị cùng theo dõi. Nhưng trước hết, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin nổi bật đáng chú ý sau đây. Kiên Giang triệt phá đường dây mua bán phụ nữ. Trinh sát đào đất lấy lô ma túy trị giá 10 tỷ đồng của ông Trần Sứ Nghệ. Chuyên mục Nóng trên mặt báo, chuyện buồn lòng khi mẹ xúi con trộm cắp. Người đàn ông ở Vũng Tàu bị ngộ độc pate minh chay đã cử động được. Con bò nặng hơn 2 tấn ở Tây Ban Nha. Ngày 28 tháng 9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán phụ nữ, bắt một đối tượng và giải cứu được hai cô gái dưới 16 tuổi khi chuẩn bị được đưa đi bán. Sau đây là thông tin chi tiết. Từ tin báo của một người dân trú tại xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc về việc có con gái sinh năm 2006 bị một người phụ nữ dụ dỗ đưa xuống tàu chở vào đất liền. Lực lượng biên phòng tỉnh Kiên Giang đã tiến hành điều tra, xác minh và xác định nạn nhân đã bị đưa xuống tàu và được đưa vào đất liền bằng tàu cá hướng đồn biên phòng Tây Yên. Tiến hành kiểm tra tàu cá nói trên, lực lượng phát hiện ngoài 4 thuyền viên còn có 3 người phụ nữ khác. Qua đấu tranh, đối tượng Kim Thị Bạch sinh năm 1960, ngụ An Biên, Kiên Giang đã thừa nhận đang đưa hai cô con gái sinh năm 2005 và 2006 chuẩn bị bán cho đối tượng khác thì bị bắt giữ. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra và truy bắt các đối tượng có liên quan. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 9, Tòa án Nhân dân huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Thị Quý, 25 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 1 tháng 5, công an huyện Lai Vung kiểm tra hành chính nhà của Quý thì phát hiện Quý cất giấu ma túy tại phòng ngủ với mục đích để sử dụng và bán lại kiếm lời, nên cơ quan điều tra đã lập biên bản phạm tội quả tang và thu giữ các tang vật tài sản liên quan. Tại cơ quan điều tra, Quý khai nhận để có ma túy sử dụng và có tiền tiêu xài nên Quý mua ma túy của một đối tượng không rõ họ tên ở thành phố Hồ Chí Minh về chia nhỏ ra để sử dụng và bán hưởng lợi. Từ ngày 27 tháng 4 đến ngày bị bắt, Quý đã bán ma túy tổng cộng 4 lần cho những người sử dụng ma túy ở địa phương, thu lợi với tổng số tiền là 700.000 đồng. Với tội danh mua bán trái phép chất ma túy, bị cáo Ngô Thị Quý bị hội đồng xét xử tuyên phạt mức án 8 năm tù giam và áp dụng hình thức phạt bổ sung số tiền 7 triệu đồng. Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp cùng công an huyện Vân Hồ, đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập và đồn biên phòng Chiền Sơn bắt giữ 3 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép 20 bánh heroin cùng hơn 2.360 viên nghi là ma túy tổng hợp. Qua đấu tranh ban đầu, hai đối tượng gồm Tráng A Sống và Tráng A Tòng khai nhận quá trình đi làm hoa tiêu, nếu thấy lực lượng công an làm nhiệm vụ sẽ thông báo bằng điện thoại cho đồng bọn. Trước khi bị bắt, hai đối tượng này đã gọi điện báo cho Tráng Láo Sái điều khiển xe máy đi sau bỏ chạy để lại hiện trường, gồm một ba lô bên trong có chứa 20 bánh heroin, hơn 2.360 viên ma túy tổng hợp. Đến 15 giờ ngày 27 tháng 9, các lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng Tráng Láo Sái. Hiện công an huyện Mộc Châu đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Ngày 28 tháng 9, Công an thành phố Vinh, Nghệ An đã phối hợp cùng với cơ quan chức năng mở rộng điều tra chuyên án ma túy lớn vừa triệt phá do ông Trần Văn Khánh sinh năm 1963, trú tại xóm Long Sơn, xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, Nghệ An, cầm đầu. Đầu tháng 9, ban chuyên án nhận được thông tin các đối tượng sẽ mang lượng lớn ma túy vào thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Lúc này, Khánh phân công hai đối tượng Hoàng Văn Lĩnh và Hoàng Thế Thành sẽ cùng nhau đưa hàng vào giao dịch. Ngày 7 tháng 9, Thành chạy ô tô từ huyện Thanh Chương mang theo ma túy xuống thành phố Vinh rồi gặp Lĩnh sau. Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, xe bán tải của Thành đi đến khu vực phường Cửa Nam thành phố Vinh thì bị công an chặn bắt. Qua khám xét, công an thu giữ 3 kg ma túy đá được cất giấu tinh vi trong chiếc ba lô học sinh, Lĩnh cũng bị bắt sau đó. Khi khám xét nhà của ông Trần Khánh, ban đầu công an không phát hiện ra ma túy, làm việc với công an
Khánh khai báo quanh co để đánh lạc hướng và trốn tránh. Quá trình khám nghiệm, trinh sát nhớ lại thời điểm theo dõi, thường thấy Khánh đi ra sau vườn nhà nên nghi ngờ đây là nơi cất giấu ma túy. Khi ra vườn, trời lúc này thì mưa nên một số điểm đất bị lún xuống. Công an đào lên thì phát hiện đối tượng giấu lượng lớn ma túy trong các thùng sơn chôn dưới đất phía dưới gốc cây. Kiểm tra trong các thùng sơn đào lên được, công an thu giữ 13 bánh heroin, 7 kg ma túy đá, 10.000 viên ma túy tổng hợp. Lô ma túy khủng thu giữ của các đối tượng này có giá trị lên đến 10 tỷ đồng. Hiện công an thành phố Vinh vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng liên quan trong đường dây ma túy khủng này. Thưa quý vị, câu chuyện trong chuyên mục Nóng trên mặt báo ngày hôm nay ghi nhận là sự việc xảy ra trong một clip camera đang lan truyền trên mạng gây phẫn nộ trong cộng đồng. Đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ được cho là mẹ chở đứa bé đi mua cà phê. Trong lúc đợi thì xúi con mình nhảy xuống lấy cắp túi tiền của người bán hàng treo ở đó. Vâng, hình ảnh này cho thấy sớm thôi xã hội sẽ có thêm những tên trộm nhí, cướp nhí. Vụ việc xảy ra khoảng 19 giờ 50 phút tối ngày 23 tháng 9. Tại điểm bán tạp hóa vỉa hè của bà Trần Thị Tuyết Mai, sinh năm 1962, ở đường Lê Văn Sĩ, phường 14, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Một người phụ nữ đi xe máy chở theo con khoảng 6 đến 7 tuổi đến điểm bán của bà Mai rồi dừng lại mua ly cà phê sữa. Trong lúc bà Mai đang pha ly cà phê cho người mẹ, thì cậu bé con được lệnh của người mẹ từ trên xe máy bước xuống, lấy túi tiền của người bán hàng treo bên ghế, rồi hai mẹ con phóng vụt đi. Vụ trộm trên đã được camera ghi lại, công an quận 3 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phối hợp cùng công an phường 14 trích xuất camera an ninh ở điểm bán tạp hóa vỉa hè và đang vào cuộc truy bắt người phụ nữ xúi con trộm tiền. Chia sẻ với báo chí, bà Trần Thị Tuyết Mai nói rằng bên trong túi đó có khoảng 700.000 đồng tiền mặt và một số tệ nạp điện thoại trị giá khoảng 1,6 triệu đồng. Người phụ nữ quá bụa trông cả vào quán nhỏ vỉa hè ấy cũng nói rằng từ hôm bị mất tài sản đến nay, tôi bần thần buồn bã vì hết vốn. Xem lại đoạn clip trông người phụ nữ không có vẻ túng thiếu, chị ta đi một chiếc xe máy rất mới, còn cháu bé thì cũng mặc quần áo diện, không phải là con nhà nghèo. Nhưng một người lớn chở theo đứa bé mới 6-7 tuổi đầu và xúi giục đứa trẻ đi ăn trộm túi tiền là một hành vi không thể nào chấp nhận được. Đứa trẻ rồi sẽ ra sao? Và nó sẽ lớn lên như thế nào với trò trộm cắp được người lớn khuyến khích từ nhỏ như thế? Ai ăn cắp quả trứng sẽ dám ăn cắp con bò. Hành trình càng nhanh nếu từ nhỏ, hành vi ăn cắp, ăn trộm lại nhận được sự khuyến khích, bao che, thậm chí hướng dẫn của người lớn, người trong gia đình. Ngày 28 tháng 9, Công an huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang thông tin đã bắt giữ 6 thanh niên trong một băng cướp nhí. Đó là những thanh niên tuổi đời chỉ từ 14 đến 19 tuổi. Thủ đoạn mà nhóm này sử dụng là điều khiển xe mô tô đi trên các tuyến đường quốc lộ, bám theo người đi đường, chọn đoạn đường vắng rồi dùng dao, kiếm khống chế nạn nhân cướp tài sản. Theo thống kê gần đây, tỷ lệ gây án ở tuổi vị thành niên trên địa bàn cả nước là 5,2% đối với người dưới 14 tuổi, 24,5% đối với người từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi và 70,3% đối với người từ 16 đến dưới 18 tuổi. Tình hình vi phạm pháp luật do trẻ vị thành niên gây ra có tính chất mức độ phạm tội nguy hiểm hơn, gây hậu quả nghiêm trọng. Điều đáng nói, nhiều thủ phạm là những thanh thiếu niên tuổi đời còn rất trẻ, song hành vi lại cực kỳ tàn bạo, không phải do sự bồng bột, thiếu hiểu biết, mà có động cơ phạm tội và thủ đoạn được tính toán kỹ lưỡng. Thế nên, đừng coi thường và bỏ qua những vụ việc nhỏ như câu chuyện mẹ xúi con trộm đồ giữa phố, bởi hệ lụy của nó, gia đình và xã hội sẽ phải gánh chịu rất nặng nề. Trở lại câu chuyện người mẹ xúi con trộm tiền, nạn nhân là bà Mai dù có mất tiền rồi cũng sẽ có lại. Nhưng người phụ nữ kia xúi con ăn trộm được khoản tài sản trị giá hơn 2 triệu đồng kia lại có nguy cơ rất lớn là đánh mất cuộc đời lương thiện của đứa con trai mình. Cái giá phải trả của người mẹ xúi con ăn cắp sẽ lớn hơn rất nhiều. Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt, người phụ nữ này đã đầu độc tâm hồn của một đứa trẻ. Thay vì dạy con mình những điều hay lẽ phải, chị ta lại biến nó thành một tên trộm nhí để lấy vài triệu bạc. Chung quy cũng chỉ tại lòng tham. Vì không thắng nổi lòng tham nên những toan tính khiến cho người ta u mê, làm đường lạc lối, nên con người dễ sa vào trộm cắp, chiếm đoạt tiền của người khác. Một đứa bé từ 6-7 tuổi đã được người thân hướng vào con đường trộm vặt. Mai sau, lớn lên, chúng rất có thể thành một tên trộm chuyên nghiệp hơn. Tiếp tục chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay là những thông tin về đời sống văn hóa xã hội dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều ngày 28 tháng 9, bác sĩ Nguyễn Ngọc Sang, khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh cho biết, người đàn ông 54 tuổi ở Bà Rịa Vũng Tàu bị ngộ độc botulinum sau khi ăn pate minh chay đang có những chuyển biến tích cực.
Theo đó, bệnh nhân đã có thể mở mắt được hơn 1/2 mắt, há miệng được, sức cơ tay chân đã có thể cử động được ở mức 2/5 và 3/5. Bệnh nhân đã đáp ứng máy thở và được hướng dẫn tập vật lý trị liệu tích cực 2 lần mỗi ngày. Đồng thời, các bác sĩ đang tiếp tục bồi dưỡng chất dinh dưỡng để giúp bệnh nhân sớm cai máy thở. Các vấn đề nhiễm trùng phổi cũng đang được theo dõi nghiêm ngặt. Tình trạng nhiễm trùng cũng đang được cải thiện. Theo bác sĩ Sang, tiên lượng trong thời gian tới, bệnh nhân sẽ nhanh chóng hồi phục sức cơ, có những cải thiện ngoạn mục và hy vọng sẽ sớm trở lại các sinh hoạt bình thường. Trước đó, vào chiều tối ngày 25 tháng 8, bệnh nhân có ăn sản phẩm pate minh chay. Đến ngày 26 tháng 8, bệnh nhân bị đau bụng, nôn ói, nuốt khó, sụp mi. Nhập bệnh viện ở Bà Rịa, Vũng Tàu và sau đó nhanh chóng được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng liệt cơ, phải thở máy. Cũng trong ngày 28 tháng 9, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Phong, phó giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ khoa ngoại tổng hợp vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân bị xương cá đâm thủng ruột. Sau khi ăn cá rô, chị NTH, tên viết tắt, 45 tuổi, ngụ huyện Dùng Riền, tỉnh Kiên Giang, vô tình bị hóc xương. Bằng mẹo dân gian, chị này đã lấy cơm cháy nuốt vào với mục đích để đẩy xương trôi xuống dạ dày. Theo chị Hát, những tưởng cách này hiệu quả vì chiếc xương không còn mắc ở cổ. Tuy nhiên, khoảng 2 tuần sau đó, chị này bất ngờ bị đau bụng không rõ nguyên nhân. Cơn đau ngày càng một tăng lên nên người nhà đã đưa chị Hát đi cấp cứu. Tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã chụp CT bụng có cản quang, ghi nhận hình ảnh dị vật cản quang dạng xương cá đâm xuyên qua thành quai ruột non vùng hố chậu trái. Ngay sau đó, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật nội soi cấp cứu cho chị Hát. Ekip phẫu thuật đã tiến hành bóc tách khối viêm ở thành bụng. Hố chậu trái có khối viêm dày, kích thước 3x4cm, được mạc nối lớn bám. Phẫu tích khối viêm ở thành bụng, cắt mạc nối lớn lấy một dị vật xương cá dài 3cm. Sau 1 giờ, ca phẫu thuật diễn ra thành công. Hiện tại, tình trạng chị Hát đang hồi phục tốt. Theo thống kê từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Đa khoa Trung ương đã có 15 trường hợp phẫu thuật thủng ruột do xương cá. Thưa quý vị, các bác sĩ khuyến cáo nếu bệnh nhân vô tình nuốt phải xương cá thì nên đưa thẳng vào bệnh viện để được can thiệp. Bệnh nhân không nên sử dụng những biện pháp dân gian như nuốt một miếng cơm có kích thước lớn, uống nhiều nước, vuốt xuôi chiều họng, không được tự ý móc bỏ xương mà cần đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và xử trí sớm, tránh trường hợp dị vật đâm thủng thành ống tiêu hóa gây ra các biến chứng nguy hiểm đến tính mạng. Một thông tin khác cũng về y tế. Thưa quý vị, tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm không còn xa lạ nhưng rất nguy hiểm và để lại biến chứng nặng nề. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều phụ huynh chủ quan để trẻ nhập viện trong tình trạng bệnh đã diễn biến nặng. Ghi nhận sau đây của chương trình tại Quảng Ngãi. Theo thống kê của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi, từ đầu tháng 9 đến nay, số ca mắc bệnh tay chân miệng nhập viện có chiều hướng tăng. Trung bình mỗi ngày khoa tiếp nhận hơn 20 ca bệnh, chủ yếu là trẻ ở lứa tuổi mầm non. Thời tiết nó chuyển từ nám qua lạnh hoặc là mưa nắng rồi đó là nó bị ham. Mà nó mở ở dưới em cứ nghĩ là bị ham, em dùng kem xoa ham thôi chứ em không có biết là nó bị vậy. Rồi xong chiều hôm kia là em thấy nó nạo, nó mở bột nước á. Rồi xóm nó là dậy em thấy nó lan nhiều là ơn đưa viện luôn. Hầu hết các trường hợp trẻ mắc bệnh tay chân miệng đều ở thể nhẹ và có thể tự khỏi. Tuy nhiên cũng cần cẩn trọng với những trường hợp bệnh ở thể nặng, kèm theo nguy cơ xuất hiện các biến chứng nguy hiểm như viêm cơ tim, viêm màng não, phù phổi cấp nếu không phát hiện và xử lý kịp thời, có thể dẫn đến tử vong. Đối với những trường hợp mà chăm sóc như bé bị bệnh thì phải chú ý khâu rửa tay, rửa sát khuẩn sàn nhà, đồ chơi vệ sinh, tay nắm cầm cửa bằng những cái chất sát khuẩn. Và khi có những dấu hiệu nghi ngờ bệnh như là nổi ban ở tay chân, gối mông hay là lát miệng hay là bé quái hay là chảy nước bọt, chảy nước miếng đó, thì cần phải đưa bé đi khám để bác sĩ chẩn đoán và hướng dẫn cách chăm sóc. Tỷ lệ lây truyền virus tay chân miệng cho người khỏe mạnh là 17%, người tiếp xúc trực tiếp với trẻ mắc bệnh là 23%. Do vậy, cần phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, tránh tâm lý chủ quan. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 tới, nếu có hành vi xúi dục, kích động, lôi kéo người khác uống rượu bia sẽ bị phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Theo đó, tại Điều 30 quy định cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đến 500.000 đồng đối với người từ đủ 16 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi uống rượu bia. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong các hành vi uống rượu bia tại địa điểm không uống rượu bia theo quy định của pháp luật, như cơ sở y tế, cơ sở giáo dục trong thời gian giảng dạy, học tập, làm việc, xúi dục, kích động, lôi kéo người khác uống bia. Cũng theo quy định này, sẽ phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng đối với các hành vi uống rượu bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập, ép buộc người khác uống rượu bia.
Ngoài ra, tại Điều 34, dự thảo nghị định cũng nêu rõ phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức nếu không tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống tác hại của rượu bia trong cơ quan, tổ chức, không tổ chức thực hiện quy định không uống rượu bia trong thời gian làm việc tại nơi làm việc của cơ quan, tổ chức, không nhắc nhở, yêu cầu chấm dứt hành vi uống, bán rượu bia trong địa điểm không được uống, bán rượu bia thuộc quyền quản lý điều hành, không tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc mọi người thực hiện đúng quy định về không được uống, không được bán rượu bia tại địa điểm thuộc quyền quản lý, điều hành. Tin quốc tế gây chú ý, mới đây bữa tiệc nướng ngoài trời của một gia đình tổ chức ở đảo Giáng Sinh, ngoài khơi bang Western Australia, bất ngờ bị những kẻ lạ mặt tới quấy rối, đó là hàng chục con cua dừa khổng lồ bỗng dưng ồ ạt xuất hiện. Những con cua có vẻ ngoài đáng sợ, dài gần 1 mét, tính cả sải chân và thân, chầu trượt trên bãi cỏ, nhằm chờ thời cơ chộp lấy phần đồ ăn còn sót lại. Chúng còn có tên gọi khác là cua kẻ cướp, bởi thường xuyên ăn trộm đồ từ những khu cắm trại. Đoạn video và những bức ảnh được gia đình Duetis chụp lại cho thấy, hơn 50 con cua bò tới, dường như khá háo hức chờ đợi thời cơ lấy trộm thức ăn thừa. Đảo Giáng Sinh là nơi có số lượng cua dừa lớn nhất thế giới. Du khách tới đây luôn được cảnh báo cần thận trọng để ý tới đồ ăn nếu không muốn bị loài giáp sắt này cướp mất, bởi chúng có khứu giác tốt, đánh hơi nhanh mùi thức ăn. Thưa quý vị, đây là con bò có tên gọi là Bortolo tại thành phố Segovia của Tây Ban Nha. Với trọng lượng tới hơn 2 tấn và cao 1,9 m, nó được xem là một trong những con bò nặng nhất thế giới. Cái tên Bortolo của con bò theo tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là dễ thương. Con bò khổng lồ này đang được nuôi tại trang trại Terabay, thành phố Segovia. Mỗi ngày nó ăn khoảng 50kg thức ăn và uống 70 lít nước. Bortolo không giống những con bò khác. Nó nặng 2 tấn và cao 1,9 m. Việc nhìn thấy nó ngày càng lớn hơn là một trải nghiệm tuyệt vời. Anh Alberto cho biết, để tạo điều kiện thuận lợi cho Bortolo phát triển, anh đã đóng cho nó cái chuồng rộng hơn 700m². Mặc dù đã có kích thước khổng lồ, song Bortolo được cho là sẽ còn tiếp tục lớn thêm và có thể đạt trọng lượng 2,4 tấn vào năm sau, qua đó đạt kỷ lục con bò nặng nhất thế giới. Liên tục chương trình, chuyên mục cà phê không đường, mua xe cũ, coi chừng mua nhầm xe gian. Chặn đứt đường dây cho vay nặng lãi liên tỉnh miền Tây cực lớn. Lâm Đồng bắn chết chồng và cha, hai mẹ con lãnh 36 năm tù. Chuyên mục chuyện ngày mới, mang nước sạch lên vùng non cao. Quý vị, hiện nay việc sang tên đổi chủ xe mua bán qua tay được thực hiện theo thông tư 58. Thông tư này có nhiều ưu điểm nổi bật, hỗ trợ người dân sang tên đổi chủ, có thời gian để người dân làm lại giấy tờ, được đứng xe của mình, ngay cả với xe mua bán sang nhiều đời hoặc xe mua bán sang tay không còn giấy tờ. Thế nhưng chính từ dịp này, nhiều người mua xe cũ sang tay, không có giấy đến làm giấy đăng ký lại cho xe. Cảnh sát giao thông làm công tác chuyên môn mới phát hiện ra đó là xe gian, xe từng được trình báo ăn trộm, ăn cắp. Không chỉ vậy, một số trường hợp còn tinh vi làm giả giấy tờ xe rồi bán để sang tên cho người khác. Đến khi cảnh sát giao thông phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, chuyển cơ quan cảnh sát điều tra làm việc thì chiếc xe bị thu hồi. Câu chuyện sau đây là một trong những bài học mà những người mua xe cũ cần hết sức lưu ý và cảnh giác. Ông Trương Quang N, tên viết tắt 63 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ câu chuyện bức xúc của ông suốt thời gian qua liên quan đến chiếc xe SH cũ mà ông đã mua vào năm 2015. Theo ông N, vào thời điểm trên, ông mua xe SH cũ với giá 80 triệu đồng qua sự giới thiệu của một chủ cửa hàng xe cũ ở đường Phan Đăng Lưu. Chủ cửa hàng xe này giới thiệu có người quen làm ở cửa hàng xe nhưng đã đóng cửa, có vài ba chiếc xe còn y như mới bán lẻ. Rồi giới thiệu cho ông chiếc xe SH cũ màu đỏ đen mang biển số 59E1-57708 với giá 80 triệu đồng. Ông N đồng ý mức giá này và cùng người bán đi làm thủ tục mua bán ở văn phòng công chứng vào ngày 1 tháng 4 năm 2015. Sau đó, ông cầm giấy tờ này đến điểm đăng ký xe của đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Phú Nhuận để sang tên mình trên đăng ký xe. Ngày 4 tháng 4 năm 2015, ông được cảnh sát giao thông trả lại cà vẹt xe với đúng các thông tin cá nhân của mình. Ngày 15 tháng 4 năm 2016, ông N bị Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng liên lạc và mời đến trụ sở Công an quận Phú Nhuận để thông báo quyết định thu lại chiếc xe SH này với lý do xe có liên quan đến một vụ án hình sự, trộm cắp tài sản.
Ông N kể, công an Đà Nẵng nói là xe này bị đổi số máy, tức là ăn cắp hai xe, rồi lấy một máy xe khác lắp qua xe khác. Tôi hỏi lại sao sang tên cho tôi mà không biết đó là xe dởm, thì công an trả lời, theo quy định, đầy đủ giấy tờ thì sang tên bình thường. Đến giờ phát hiện số khung số máy không khớp nên thu lại. Một lãnh đạo đội cảnh sát giao thông làm công tác đăng ký xe tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trường hợp xe SH bị công an Đà Nẵng tìm đến nhà vì đó là xe lắp ráp, dùng khung của xe này lắp với sườn của xe khác ở tỉnh khác. Một cán bộ điều tra công an quận Phú Nhuận cũng cho hay, toàn bộ các hóa đơn giấy tờ làm thủ tục đăng ký xe ban đầu là giấy tờ giả. Qua câu chuyện vừa rồi, cán bộ cảnh sát giao thông đưa ra lời khuyên, người dân mua xe cũ thì cần tuyệt đối cẩn trọng, phải kiểm tra kỹ nguồn gốc xuất xứ của xe, phải xác định được rõ người bán xe cho mình là ai để tránh trường hợp mua trúng xe gian, xe làm giả giấy tờ. Tiếp tục chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay là những cập nhật nóng của chương trình. Thưa quý vị, sau một thời gian tạm lắng, tội phạm hoạt động cho vay lãi nặng dưới hình thức tín dụng đen đã dần trở lại với quy mô tổ chức, hoạt động ngày càng tinh vi. Mới đây, Công an tỉnh Bạc Liêu vừa triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với băng nhóm cho vay nặng lãi trên địa bàn các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng và Hậu Giang. Đường dây chuyên cho vay lãi nặng này do đối tượng cầm đầu là Vũ Đình Dũng, trú huyện Cư Xút, tỉnh Đắk Nông cùng 10 đối tượng khác trong băng nhóm thực hiện. Điều tra mở rộng, bước đầu các đối tượng khai nhận, ngoài việc thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, bọn chúng còn thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trên địa bàn các tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng và Hậu Giang. Các đối tượng này hoạt động với những thủ đoạn như dán tờ rơi quảng cáo vay tiền ở các cột điện, tường nhà, vào tận vùng nông thôn để người dân liên hệ vay tiền. Tuy nhiên, khi người vay mất khả năng chi trả, các đối tượng trong băng nhóm liên hành xử theo cách giang hồ, liên tục gọi điện đe dọa, khủng bố tinh thần, tạt nước sơn, thậm chí đánh người gây thương tích. Em có in tờ rơi và trong đó có số điện thoại. Số điện thoại mà khi mà phát tờ rơi một lần như vậy là khách nhặt tờ rơi và đã sẵn có số điện thoại. Xong rồi khách gọi điện thoại để liên hệ với lại em đấy, để vay tiền. Khi mà anh hoặc chị trả hết tiền bên em thì em sẵn sàng em gửi lại giấy tờ bên cho anh chị. Ví dụ như mà cái chứng minh thư hay là cái bằng lái gì đó. Sau khi là có đầy đủ những cái tài liệu mà căn cứ là xác định là cái nhóm này là hoạt động cho vay là nặng lãi dưới hình thức tín dụng đen thì là ban chuyên án đã là tiến hành là xin ý kiến và đã phá án. Thì đã lợi dụng các cái đối tượng này là thường xuyên tụ tập ở một cái nơi, ở một cái quán. Sau khi là thu gom là tiền lãi về là tổ chức là ăn chơi rồi là tổ chức đánh bạc. Thì lợi dụng cái cơ sở đó thì lực lượng cảnh sát hình sự đã tiến hành tổ chức bắt quả tang. Rồi thu được rất là nhiều tài liệu là trong người và trên phương tiện để làm cơ sở mà coi như là để mà đấu tranh mở rộng vụ án ra. Gần 4 giờ sáng, các đồng chí trong ban chuyên án vẫn đang tiến hành kiểm tra, phân loại hơn 970 giấy tờ các loại, gồm giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe, hơn 2.200 biên lai ghi nợ, với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng. Đây là những tang vật trong đường dây cho vay với lãi suất lên đến 360% trên một năm. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Ngày 28 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra xét xử vụ án giết người đối với bị can Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1973, và con trai là Phạm Phi Trường, sinh năm 2001, cùng ngụ thôn Hà Phú, xã Quốc Oai, huyện Đà Tẻ, và tuyên phạt hai mẹ con 36 năm tù giam. Nạn nhân trong vụ án này là ông Phạm Văn Dũng, 56 tuổi, là chồng của bà Nga và là cha của Trường. Theo cáo trạng, trong thời gian chung sống với nhau, ông Dũng và Nga thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Thỉnh thoảng, ông Dũng uống rượu rồi đuổi đánh Nga và chửi mắng con trai út của mình là Phạm Phi Trường. Cuối tháng 3 năm 2020, khi đang ở Tây Ninh, ông Dũng có gọi điện thoại nói mình chuẩn bị về nhà để làm giỗ và yêu cầu bà Nga rút bớt tiền tiết kiệm trong số 160 triệu đồng mà ông Dũng đưa cho Nga gửi ngân hàng. Lo sợ bị ông Dũng phát hiện việc rút tiền cho con và chi tiêu cá nhân hết số tiền trên, nên Nga đã bàn bạc với con trai giết ông Dũng. Rạng sáng ngày 4 tháng 4, trong lúc ông Dũng đang ngủ ở nhà, với sự giúp sức của Trường, Nga đã dùng súng tự chế bắn vào lưng trái khiến ông Dũng tử vong. Trong vụ án này, Nga là người chủ mưu, khởi xướng và thực hiện. Trường là người giúp sức, nên hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nga 20 năm tù, Trường 16 năm tù giam về hành vi giết người.
Quý vị thân mến, đời sống sinh hoạt của bà con vùng núi chủ yếu dựa vào nguồn nước suối đầu nguồn. Thế nhưng cơn bão số 5 vừa qua cộng với trận lũ quét lịch sử đã khiến cho cuộc sống của hàng ngàn người dân vùng núi biên giới huyện Tây Giang của tỉnh Quảng Nam rơi vào tình cảnh khốn đốn. Nguồn nước sông suối thì nhiễm bùn, còn toàn bộ đường ống dẫn nước phần thì hư hỏng, phần thì bị cuốn trôi theo dòng nước lũ. Thấu hiểu và chia sẻ với bà con, nhiều tấm lòng mạnh thường quân thông qua tổ chức Đà Nẵng Tình Người đã đưa hơn 2.000 mét đường ống lên vùng non cao, hỗ trợ bà con đưa nước về buôn làng. Vài ngày sau cơn lũ càn quét, bà con sinh sống ở vùng núi huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam vẫn chưa hết bàng hoàng. Chỉ trong khoảng 6 giờ đồng hồ mưa lớn, trận lũ ống bất ngờ ngập xuống thôn bản. Một cảnh tượng hoang tàn, đường xá sạt lở, cầu cống hư hỏng nặng nề. Nhà cửa, cây cối, hoa màu, biết bao tài sản mà bà con dành cả một đời gây dựng, đều cuốn trôi theo dòng nước lũ. Cả nhà, cả chăn màn, cả cuộc khen đủ thứ dùng cú của gia đình là để đó là trôi hết. Đấy, mà dân ở đây là toàn bộ không gia đình nào mà còn ruộng nữa, bị sụp bị lờ hết như thế này không còn nữa. Sau cơn lũ, cái ăn cái mặc của bà con đã thiếu thốn trăm bề, lại thêm nguồn nước sinh hoạt độc nhất từ sông suối đều không thể sử dụng được, gánh nặng như đè thêm lên đôi vai của họ. Cả tuần trôi qua không nước sạch, người dân phải trèo non lội suối vài tiếng đồng hồ mới có thể phát từng can nước nhỏ về sử dụng. Qua nhiều chuyến khảo sát đến tận thôn bản giáp biên giới Lào, thấu hiểu được nỗi khổ của bà con, các thành viên tổ chức thiện nguyện Đà Nẵng Tình Người đã quyết định kêu gọi tấm lòng mạnh thường quân xây dựng chương trình sửa chữa, hỗ trợ trước mắt 2.000 mét đường ống dẫn nước cho bà con. Người dân ở đây thật ra nói để mà người ta có tiền gom góp lại để mà sửa ống thì rất là khó. Thực ra đây là một huyện nghèo, thì nhận thấy vấn đề đó nên là mình phát động chương trình này là sẽ thu gom và cung cấp tất cả các đường ống để cho mọi người có thể sửa chữa được. Và rất vui là một số nơi đã được sửa chữa thì đem lại rất là nhiều cái ý nghĩa cho bà con khi mà nguồn nước được đem về và người ta có nước để sinh hoạt. Còn một số nơi hiện tại là rất là nhiều nơi vẫn đang thiếu nước sạch và nước sinh hoạt, thì Vinh sẽ cố gắng để triển khai cái chương trình này lan tỏa đến nhiều nhất có thể. Một số anh em thì đã lên hỗ trợ cho bà con nối những cái ống mà bị hư bởi bị cuốn trôi cho bà con có nước sinh hoạt kịp thời trước mắt, để giúp cho bà con có cái yên tâm công tác về mặt tinh thần, ra là có thêm một cái phần quà về vật chất như hỗ trợ muối, mì chính rồi gạo rồi các khô. Nhưng mà tiến lược lâu dài thì vấn đề mà sửa cái nước bền vững thì cái này chắc phải cần trung ương tính và cả nguồn lực của huyện và các anh em bạn bè của các nơi ủng hộ cho Tây Giang để vượt qua cái cơn lũ quét lịch sử chưa từng có. Những ngày đầu thực hiện, ở các xã vùng thấp như xã Bờ Ha Lê, A Nông, A Lăng đã có nước trở lại, bà con ai nấy đều phấn khởi vì từ nay trẻ con trong làng có thể được tắm thỏa thích, đời sống sinh hoạt của họ cũng vơi đi phần nào vất vả. Ngày qua là bà con đi vớt cái kiều là rác đó, thì ngày qua là có nước, nhưng là nước như thế này là nước cũng không sạch, nước cũng là âm là nước cái kiều nó đen thui mà đấy là thiệt chứ, đây là không sạch đó. Thì ước mơ mà có, là ước mơ thì có nước, là ước mơ thì có nước rồi là mừng rồi, là bà con mừng. Mà ngược lại thì đúng rồi là không mừng là cái kiểu là không xét, thì chưa xét đó. Đấy, hôm nay thì có cảm ơn, là mấy đuồn đây là không biết là đuồn của tỉnh hay là đuồn của huyện lên cứu trợ, đó là cảm ơn như thế, cái cả là bà con chúng tôi ở đây cũng là phấn khởi. Không chỉ hỗ trợ đường ống, chương trình còn đưa vào thí điểm bình lọc nước suối giúp người dân có thể sử dụng trực tiếp. Trong những ngày tới, nhóm thiện nguyện sẽ tiếp cận địa bàn các xã đang bị cô lập cùng chính quyền địa phương lên phương án khắc phục. Từ hoạt động thiết thực này, có thể thấy được tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giữa hai miền xuôi ngược. Hy vọng rằng chương trình sẽ tiếp tục được lan tỏa, tiếp thêm động lực để bà con vùng non cao vực dậy sau cơn lũ dữ. Và
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình 24 giờ chuyển động cũng đã khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Còn bây giờ, Hoàng Trí và Thúy Quyên xin kính chào và hẹn gặp lại.